Chào mừng các bạn nhỏ đang đến với chương trình Chúc bé ngủ ngon của One Way Radio. Giọt Sương ơi. Dạ. Em có đang bận gì không? Nếu mà không bận thì chơi caro với anh Đom Đóm đi. Ủa sao hôm nay anh Đom Đóm rảnh quá vậy? Em đang bận tí chuyện rồi. Ghê vậy? Giọt Sương mà cũng bận hả? Mà bận gì vậy em? Anh nhớ bạn Uyên tóc ngắn, xinh xinh đeo mắt kiến ở lớp Daniel ở trên nhà thờ của em không? À, có phải là cái bạn mà da trắng trắng không? Ừ, đúng rồi đó anh Đom Đóm. Mà sao, có chuyện gì vậy? Nhà của bạn ấy sắp đi định cư ở Mỹ rồi, cho nên là bạn ấy buồn lắm. Ngày nào em gặp cũng thấy bạn ấy khóc hết trơn á. Cho nên là em đang làm một món quà nhỏ để tặng cho bạn đó. Có gì đâu mà buồn dữ vậy ta. Đi qua Mỹ thích mà. Anh xem mấy phim Mỹ trên TV thấy ở đó đẹp quá chừng luôn. Rồi còn có nhiều ơi là nhiều Lego nữa chứ. Anh ước gì cũng được qua đó một lần luôn đó. Chỉ có anh Đom Đóm ham chơi cho nên mới thấy vậy thôi á. Bạn em buồn á là vì bạn bè ở Việt Nam này hết rồi. Qua đó là phải học trường mới nè, làm phải làm quen với lại bạn mới rồi này nọ, cho nên là bạn không có thích. Nhưng mà bạn ấy không có sự lựa chọn nào hết. Ờ, cũng đúng ha. Nhưng mà anh thấy Uyên sẽ có một môi trường tốt để mà sống, để học nè. À, anh nhớ ra rồi, anh có câu chuyện này cũng hay lắm. Bây giờ mình cùng nghe nha, để biết đâu sẽ giúp được cho bạn của em thì sao. Ừ, mình cùng nghe đi anh Đom Đóm. Câu chuyện đống hỗn độn. Thật không công bằng. Nhi gần như rơi nước mắt. Con không muốn phải rời xa tất cả bạn bè của con. Bố thật xấu xa khi rời khỏi gia đình mình. Mẹ thở dài. Mẹ biết con gái à, nhưng mẹ không thể tự mình lo cho tất cả chúng ta nếu tiếp tục ở trong căn nhà này được. Sẽ ít tốn kém hơn nếu chúng ta sống với bà ngoại trong một thời gian. Ở đó có một trường học rất tốt gần nhà bà của con. Và thật tuyệt khi có bà của con ở đó khi Khang đi học mẫu giáo về. Nhưng con chẳng biết bạn nào ở trường đó cả. Ngay sau đó, cánh cửa sau mở ra. Khang vừa đi vào phòng, vừa khóc nức nở. Con bị té, và bị chạy ở đầu gối nữa. Quần của con cũng bị rách luôn rồi. Nhi nhìn xuống quần chỗ bị rách của Khang. Giang ơi, té vậy mà quần áo không rối tung lên mới là lạ. Nhi cau mày và khoanh tay thất vọng. Y chang cuộc sống hiện tại của chị. Mẹ ôm Khang và nhẹ nhàng dán băng keo cá nhân vào vết thương của em. Con thấy đỡ đau hơn chưa? Để coi chúng ta có thể làm được gì với cái quần rách của con đây. Nó vẫn còn tốt cho nên chúng ta không thể bỏ được. Em ấy có thể mặc theo kiểu quần rách mà mẹ con thấy quá chừng đứa mặc giống như vậy luôn á. Mẹ mỉm cười rồi lắc đầu. Không thì mẹ có thể cắt ngắn rồi mặc như một cái quần đùi ấy. Quay sang nhìn em trai, Nhi đề nghị. Em không muốn thấy Khang buồn bã. Nó sẽ là một cái quần tuyệt nhất đó Khang à. Yeah. Khang cười toe toét. Con có thể có một cái quần đùi mới không mẹ? Ừ, chúng ta sẽ thử xem nó thế nào. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ làm thứ gì đó tốt nhất cho cái quần bị rách của con. Khi Khang đi thay đồ khác, mẹ quay sang nhìn Nhi. Con nói rằng chúng ta phải chuyển đi bởi vì bố rời xa chúng ta khiến cho cuộc sống của con rối tung cả lên, giống như bộ đồ của Khang phải không? Nhi nhíu mày và gật đầu. Và con không biết làm thế nào để thay đổi nó, nhưng Chúa thì biết. Mẹ nhẹ nhàng nói tiếp. Tin cậy Chúa để Ngài sẽ mang lấy những hỗn độn trong cuộc sống của con và biến đổi nó thành một cuộc sống hoàn toàn mới. Sẽ không hoàn toàn giống cuộc sống mà chúng ta đã biết, nhưng Chúa có thể khiến nó trở nên tốt đẹp hơn. Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta một cuộc sống tươi đẹp trong Ngài và chúng ta có thể tin cậy Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta vượt qua mọi sự hỗn độn mà chúng ta phải trải qua. Ngài sẽ không bao giờ rời xa chúng ta đâu. Vậy là có những sự thay đổi là do Chúa muốn mình tin cậy Ngài nhiều hơn đó anh Đom Đóm. Ờ,
Có những lúc mình thấy những thứ đang xảy ra trong cuộc sống của mình có gì đó sai sai á, nhưng mà Chúa hứa rằng Ngài vẫn đang làm việc trên tất cả mọi sự, bất kể đó là điều tốt hay là điều xấu nữa. Và Ngài sẽ không lìa bỏ con cái của Ngài. Mà quan trọng nhất là tụi mình tin cậy nơi Chúa hay không thôi ha. Trong giống như là ở trong Thi Thiên có chép ở Thi Thiên 147 câu 3 như thế này nè: chữa lành người có lòng đau thương và bó vít của họ. À, em hiểu rồi. Nếu bữa nào gặp Uyên á thì em sẽ kể cho Uyên nghe câu chuyện này, chắc là bạn ấy sẽ không buồn nữa đâu. Các bạn nhỏ ơi, các bạn thì sao nè? Các bạn có tin cậy vào mọi kế hoạch của Chúa không? Chị Giọt Sương hy vọng là câu chuyện ngày hôm nay sẽ nhắc nhở cho các bạn biết giao phó cuộc đời mình trong tay của Chúa nha. Chị Giọt Sương mời các bạn cùng cầu nguyện nè. Lạy Chúa Giêsu, đôi khi có những điều xảy ra mà con không hiểu vì sao. Xin Chúa giúp con luôn biết tin cậy nơi Ngài hoàn toàn. Cảm ơn Chúa, chúng con thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Các em nhỏ ơi, bây giờ đã tới giờ đi ngủ rồi nè. Anh Đom Đóm và chị Giọt Sương chúc cho các em ngủ thật là ngon nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.